Em xin chào toàn thể cô, chú, anh chị, các bạn yêu hoa phong lan. Buổi tối ngày mùng 5 tháng 12 năm 2018 thì gia đình em lại về hai tạ Hoàng Long Tu Xuân nhé. Về hai tạ Long Tu Xuân và em xin phép được giới thiệu là em tên là Mã Bảo Trung, em sống ở tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại để liên lạc với nhà vườn chúng em là số điện thoại 0968 268 175 và số điện thoại 0949 26 1918. Hôm nay em về hai tạ Long Tu thì em sẽ quay hình và giới thiệu qua một chút để cho cô chú anh chị các bạn đặt hàng từ buổi tối hôm nay luôn. Thì giá em bán là 300.000 một cân nhé. Đấy. 300.000 một kg mà em cam kết hàng đẹp cho mọi người. Thân dài từ 18 cho đến 40 cm nhé. Em sẽ không chọn mà em sẽ đóng solo cho mọi người. Đấy. 18 cho đến 40 cm. Vì là hàng rừng nên là có cả cái to cái bé. Đấy. Miễn sao là hàng nó không bị dập gãy là được ạ. Đấy. Thì có hàng to như này. Đấy. Và mọi người lưu ý rằng là em sẽ không chọn hàng nữa nhé, em sẽ đóng theo số thứ tự ạ. Loài này thì chơi vào Tết, qua Tết luôn. Em vừa cũng như là long tu đá tím thì long tu này thì em vừa vào vườn này. Xong thì lại vừa bán giao lưu trao đổi cô chú anh chị các bạn luôn. Đấy. Chính vì vậy rằng là năm nay long tu em sẽ nhập rất là nhiều. Đấy. Em bán từ giờ đến Tết luôn. Đó, có thân dài rất dài này. Cái này bị gãy mất này. Giá là 300.000 một cân nhé. Hồng thảo long tu. Long tu này là long tu xuân. Nở hoa Tết. Đó. Đấy, rất là đẹp hàng ạ. Đấy, ở đây ở ngoài này thì em bày ra rồi này. Hôm nay em về được 20 cân kiều vàng này, 30 cân kiều vuông thân dài, tam bảo sắc, sơn thủy tiên. Ngọc thạch ba màu, đuôi cáo với lại địa lan hồng hoàng, đùi gà dẹt. Đấy, tất cả những hàng mới về rất là đẹp luôn. Đây là long tu nhé. Mặt hàng tiếp theo, những mặt hàng em muốn giới thiệu mọi người. Đây, thập hoa em vẫn bán giá là 130.000 nhé. Đây, thập hoa đây, 130.000 một cân. Hàng hôm nay lại về tiếp đây. Đấy, loài này em cũng như là long tu, em cũng vừa ghép vào vườn, em cũng vừa bán. Đó. Đấy, thập hoa, 130.000. Đây là lô giáng hương tam bảo sắc về cực đẹp này. Đấy, giáng hương tam bảo sắc cực đẹp. Tam bảo sắc này em bán giá 180.000 một cân đấy ạ. Cây nó bé bé vừa vừa đều đều thôi, không có cây to nhé. Này thì ghép lên giòn đĩa thì cực kỳ đẹp luôn, hoặc là ghép vào chậu thì cực đẹp luôn ạ. Đó. Hoàng thảo, ý thảo ba màu em bán giá 200.000 một cân. Có 4 cân ạ. Đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân em bán giá 200.000 một cân. Kim điệp xuân hôm nay em có 5 cân. Giáng hương quế giáng hương Vanda hương chanh thì em có 1 2 3 4 bó. Đấy, 4 bó. 100.000 một bó. Trong này là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng em bán 100.000 một cân, có 3 cân nhé. Đấy. 3 cân nhất điểm hoàng và có khoảng 4 cân vảy rồng. Vảy rồng này là vảy rồng vụn, em bán giá 100.000 một cân đấy ạ. Đấy. Tiếp theo trong này. Phía đây, đây là cái lô kiều mới về đây. Đây. Đây là lô kiều mới về đây, còn buộc nguyên đai bên bó đây. Đó, em rất là ưng vì những cái lô hàng riêng cái hàng kiều này thì em rất là ưng luôn. Hàng cực đẹp luôn. Giá là 230.000 một cân nhé. 230.000 một kg đây. Đó, đây là kiều vuông mỡ gà thân dài, hay còn gọi là kiều cam mỡ gà thân dài đó. Ở phía ngoài này là kiều vàng. Kiều vàng em bán giá 170.000. Cũng hàng cũng mới về đây. Mọi người xem đây. Kiều vàng hôm nay em có 2 lô vì là sếp ở trong này nó chật quá thì em sẽ bước ở ngoài. Kiều vàng đây, 170.000. Phía bên này là sơn thủy tiên hai loại nhé. Loại em bán thanh lý đây là em chỉ bán 165.000 một cân thôi. Đây là loại thanh lý. Nó hơi vụn một tí, còn loại đẹp ở phía trong này em bán giá 200.000 một cân. Cái đẹp này gồm có hàng dề nữa này. Mọi người xem. Hàng này là hàng sơn thủy tiên Bắc nên là lá của nó không được đẹp như là sơn thủy tiên Lào. Tuy nhiên là cây nó dễ trồng hơn. Hoàng thảo Hoàng Phi Hạc 180.000 một kg. Nay em về được 14 kg nhé. Đây có cả hàng dề ạ. Hàng dề nhưng tuy nhiên dề nó không to lắm. 180.000 một cân. Có chục cân đấy ạ. Đây là như em giới thiệu, đây là cái lô ngọc thạch. Đây là ngọc thạch ba màu. Đấy. Ngọc thạch ba màu là ngọc thạch Bắc đấy ạ. Đấy, lẫn cả hoàng thảo vôi này. Đấy. À không phải, đây là long tu đá tím.
Ngọc thạch ba màu này em bán giá là 180.000 1 kg nhé. Đấy, 180.000 1 cân. Ngọc thạch ba màu. Giáng hương đuôi cáo, cáo cây. Cáo cây này em bán giá 250.000 1 cân. Có cả cây to này và có cả cây bé nhé. Trong quá trình đóng gửi em sẽ cả đóng lẫn cả cây to cả cây bé vào. Chứ em không đóng cây to cây không đâu. Đấy. Đó. 250.000. Và hôm nay mặt hàng mới đây là địa lan Hồng Hoàng đây. Em xin phép đứng ra bên ngoài nó sáng hơn này. Đây, Hồng Hoàng đây. Hồng Hoàng mới về được 20 cân. Giá em bán vẫn là 100.000 1 kg nhé. Phía bên này. Đây là kiều hồng nhá. Lô kiều hồng này ngắn rất là đẹp này. Ngắn rất là đẹp này. Đó, lô kiều hồng này. Cực đẹp luôn này. Đó, ngắn cực đẹp. Đây, rất là dễ trồng luôn loại ngắn này ấy. Kiều hồng này thì em bán giá 300.000 1 cân ạ. Chỉ 300.000 1 kg mọi người đã được sở hữu những giò kiều hồng cực đẹp rồi. Đây là kiều hồng. Đây là đùi gà dẹt. Gà dẹt này thì cả hàng rời cả hàng dề em bán đổi đồng solo là 140.000 1 cân nhé. 140.000 1 kg. Đây là thanh đạm, mặt hàng cuối cùng mà em muốn giới thiệu trong video. Thanh đạm em bán giá 80.000 1 cân. Thế thì hôm nay chủ yếu em muốn giới thiệu với mọi người là em có long tu xuân về, long tu nổ Tết về, là số lượng là 2 tạ để cùng trao đổi với mọi người. Ngoài ra em còn có những mặt hàng mà về là gồm có là kiều vuông thân dài với lại kiều hồng với kiều vàng. Đấy, một ít tam bảo sắc, một ít ngọc thạch ba màu, một ít hoàng phi hạc, một ít thập hoa. Đấy, còn lại là em cũng hết hàng rồi. Thì ngày mai hàng lại về tiếp, thì em cũng kính mong toàn thể cô chú anh chị các bạn hãy xem và lựa chọn cho mình những khóm, những kg lan đẹp nhất. Em xin phép được khép lại video tại đây ạ. Em chúc tất cả cô chú anh chị các bạn một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình yêu thương của mình ạ.